Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì hôm nay tôi sẽ giúp quý vị và các bạn nhận biết thế nào là tội cướp tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự. Thưa quý vị và các bạn, đây là cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, do đó về một cái số thuật ngữ chuyên ngành tôi sẽ nói rất chậm và nói đơn giản dễ hiểu để quý vị và các bạn, cho dù cái người có kiến thức cũng như người bình dân đều thể hiểu. Thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay trên cái phương tiện thông tin đại chúng có những cái vấn đề như là cướp ngân hàng ở Bắc Giang hoặc là cướp tiệm vàng ở Bình Dương. Thực ra thì gần tới rồi, những cái tình trạng an ninh trật tự, đặc biệt là tội xâm phạm về quyền sở hữu đã xảy ra trên cái địa bàn rất là nóng. Và đây cũng là những cái mà văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc muốn gửi đến quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn nghe về tội cướp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, tội cướp tài sản theo quy định của pháp luật Bộ luật hình sự năm 2015 được quy định vào điều 168 của Bộ luật hình sự. Thì cái hành vi mà cướp tài sản được mô tả như thế này: người nào dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để nhằm cho người khác lâm vào tình trạng không thể chống cự được, nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Thưa quý vị và các bạn, đó là cái hình phạt thứ nhất. Trở lại cái câu chuyện của từ từ tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái khung hình phạt, và mình sẽ ngồi và mình phân tích trong cái lúc mà trà dư tửu hậu, cái anh cướp tài sản có giá trị tài sản là 1 tỷ mốt thì nó nằm ở cái khung 4 của khung hình phạt cướp tài sản. Mà cái khung 4 của hình phạt cướp tài sản đó là từ 18, 20 năm hoặc chung thân. Thưa quý vị và các bạn, cái hành vi cướp tài sản thì được mô tả bằng rất là nhiều hình thức. Bị can cướp tài sản này đã có cái hành vi dùng súng, có thể là súng thật hoặc súng giả, dọa cho những cái nhân viên ngân hàng rằng là tôi sẽ bắn và tôi sẽ, nếu như trong trường hợp mấy anh kháng cự, và cướp đi cái số tiền là 1 tỷ mốt theo như lời khai của bị can. Và trong trường hợp này thì như một số trường hợp là có thể là mình sẽ dùng cướp, mình sẽ dùng dao. Trước đây tôi có một cái vụ gọi là cướp tài sản, gọi là cướp chim, cướp những cái con chim cảnh đó quý vị và các bạn. Thì cái bị cáo của tôi, em đã dùng cái thủ đoạn là cầm, khi mà thấy những cái con chim cảnh mà người ta nuôi ở gia đình, hoặc là chim cảnh mà người ta cầm ở trên, đi trên đường, thì cái bị cáo này đã dùng cái hành vi dùng cái con dao bầu rất là to dọa để chi, để cướp đi cái con vật đó. Và vì đó là luật hình sự năm 99, giá trị tài sản là trên 2 triệu và có tổ chức. Thêm nữa nha quý vị và các bạn, bị cáo mà tôi bào chữa trong cái một vụ việc đường tối như vậy đó, thì bị cáo đã dùng cái số lượng người đông để mà chặn cái chiếc xe lại và treo lên cái cabin cướp lại tài sản, khống chế, dùng dao thái lan khống chế. Và như vậy cái khung hình phạt ở trong cái tội cướp tài sản thì tùy theo cái tính chất và mức độ cái hành vi phạm tội thì cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm
cơ quan điều tra, là công an đó quý vị, viện kiểm sát này, và tòa án sẽ tiến hành khởi tố, truy tố và xét xử đối với cái hành vi cướp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì mục đích của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc gửi đến quý vị và các bạn cái tội cướp tài sản theo điều 108 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Bộ Luật Hình Sự nói rằng người nào dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để một người nào đó lâm vào tình trạng không thể tự vệ được nhằm cướp đi tài sản của họ, thì tùy theo cái tính chất mức độ, tùy theo cái giá trị tài sản, tùy theo cái đồng phạm và rất nhiều những cái tình huống khác, thì tôi đơn cử giống như trong trường hợp cướp tài sản có giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 1 tỷ mốt thì nó nằm ở cái khung 4, khoảng 4 của điều 168 Bộ Luật Hình Sự, là mức hình phạt 18 năm, 20 năm hoặc chung thân. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là nói về vấn đề hình sự thì rất là khó để nào nói, để chuyển tải đến quý vị và các bạn. Tuy nhiên, thông qua cái video này tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn để quý vị và các bạn có thể cập nhật những kiến thức mới nhất. Và khi mà mình đọc một cái tờ báo như là Việt Nam Express, nào Tờ Trẻ, nào Công An, mình sẽ biết được rằng đối với trong trường hợp này thì trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Được Ta, họ bảo rằng là đây thằng cướp ngân hàng Bắc Giang với giá trị tài sản là 1 tỷ mốt thì chắc ở khung hình phạt số 4 và giá trị và cái hình phạt nó là 18 năm 20 hoặc là chung thân, tùy theo mức độ. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn video có những phần khiếm khuyết. Kính mong quý vị và các bạn, những đồng nghiệp, những luật sư, các thầy cô sẽ có những cái đóng góp, phê bình, và ngay cả một số độc giả, quý vị và các bạn có những cái sự đóng góp đến văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc thì hãy gửi đến cho tôi bằng cái đường link của Gmail, Facebook, Twitter, YouTube. Xin trân trọng cảm ơn.